Rồi, xin chào tất cả anh em nhé. Hôm nay mình đang có em mẹ số 33 này. Gà được 8 tháng rồi đó. Căng lắm rồi, căng căng như dây đàn rồi đó. Nạp điện, nạp năng lượng đầy đủ hết rồi. Anh em về nhà là chỉ việc chơi thôi nha. Gà này đã test sừng và làm đầy đủ thủ tục hết rồi. Anh em về nhà là chơi luôn. À, tí nữa mình cắt cái giọng gáy ở cuối video á, anh em xem ra rồi thẩm định. À, mình quay rất cận cảnh và chi tiết từ trên xuống dưới, từ trái sang phải đó, chân cánh lông rồi đầy đủ các thứ đấy. Anh em ai ưng thì liên hệ lại cho mình nha. Anh tùy sở thích của mỗi người, anh em cứ kết thì liên hệ lại với mình thôi. Con gà này thì nó gà là ấy rồi, nó là gà là FX rồi. Gáy nó siêng gáy lắm, sung lắm. Tại vì mình cũng chưa có thời gian để làm những video mà nó cho nó giao đấu quá. Nào mà có thời gian mình sẽ quay cái video nó giao đấu với con gà khác. Đó, hồi đầu mùa là cũng cũng ra rừng rồi nhưng mà nó vẫn còn tơ, nó chưa có căng như bây giờ. Bây giờ là mùa này là ngon lắm rồi nè, sung rồi đấy. Rồi, video đến đây là kết thúc rồi, anh em xem cận cảnh nó thế nào ha. Rồi anh em mà anh em nào muốn xem nhiều gà hơn hoặc là muốn xem những video mới ấy, những con gà mới ấy, thì đăng ký kênh nhé, để nhấn cái chuông nữa để có video mới là nó sẽ tự báo về 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 máy. Rồi xin chào nhé, cảm ơn anh em đã xem video.